Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về tác dụng tuyệt vời của nước cam vắt và cách sử dụng tốt nhất. Nếu các bạn quan tâm thì Trang có 4 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, tác dụng tuyệt vời của nước ép của nước cam vắt. Thì trước mặt trên đây là những cái quả cam này ha, người ta gọi là cam sành đó. Thì nước cam vắt hay là nước cam ép là một trong những cái thức uống rất là phổ biến và được rất nhiều người yêu thích nhờ vào những cái hương vị tươi mát cũng như là những cái giá trị có lợi ích cho sức khỏe mà nước cam ép hay là nước cam vắt nó mang đến các bạn ha. Thì sau đây là một số những cái tác dụng chính của nước cam vắt mà chúng ta có thể tìm hiểu cùng với Trang. Đầu tiên, cung cấp vitamin C dồi dào. Thì nước cam vắt là một trong những cái nước có chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi những cái bệnh nhiễm trùng cũng như là thúc đẩy và phục hồi những cái vết thương nhanh chóng. Tác dụng thứ hai, hỗ trợ về hệ tiêu hóa. Nước cam vắt chứa một cái lượng chất xơ tự nhiên rất tốt các bạn ha. Nó giúp cải thiện chức năng cho hệ tiêu hóa nè, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ cái quá trình hấp thu những cái giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tác dụng thứ ba, chống oxy hóa. Nước cam vắt chứa rất nhiều những cái hợp chất chống oxy hóa như là flavonoid, giúp bảo vệ những tế bào khỏi những cái tổn thương do những cái gốc tự do tấn công, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về mãn tính như là ung thư, tim mạch, đái tháo đường. Tác dụng thứ tư, tăng cường sức khỏe cho tim mạch. Vitamin C, folate và kali có trong nước cam vắt đều có tác dụng rất tốt cho hệ tim mạch, giúp duy trì huyết áp ổn định và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch các bạn nhé. Tác dụng thứ năm, hỗ trợ làn da khỏe mạnh hơn. Thì trong quả cam như thế này các bạn nhé, rất giàu hàm lượng vitamin C, mà vitamin C lại là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng cần thiết cho sự sản xuất collagen, một loại protein cần thiết cho sự đàn hồi và săn chắc của làn da. Uống nước cam vắt thường xuyên nó sẽ giúp cho da dẻ của chúng ta trở nên sáng mịn, hồng hào và giảm thiểu những cái nếp nhăn. Tác dụng thứ 6, tăng cường sức khỏe cho xương. Nước cam vắt còn chứa một cái khoáng chất như là canxi và magie, thì nó giúp hỗ trợ sức khỏe cho xương. Thì một số những cái loại nước cam vắt hay là cam ép nó bổ sung canxi rất là tốt các bạn ha, phù hợp cho những người cần bổ sung những cái khoáng chất này. Tác dụng thứ 7, giảm viêm. Các chất chống oxy hóa trong nước cam vắt có thể giúp cho mọi người giảm viêm trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa các bệnh về mãn tính. Bởi vì viêm là một phản ứng tốt, nhưng mà viêm lâu dài nó sẽ dẫn đến những cái bệnh lý mãn tính các bạn nhé. Tác dụng thứ 8, cải thiện chức năng cho não bộ. Folate có trong cam vắt nó sẽ hỗ trợ chức năng cho hệ thần kinh, đồng thời nó còn giúp cho bạn ngăn ngừa một số những cái vấn đề về giảm trí nhớ nè và sự nhận thức, đặc biệt là ở người cao tuổi. Tác dụng thứ 9, hỗ trợ giảm cân. Nước cam vắt rất là ít calo và nó có thể giúp cho bạn tạo nên cái cảm giác no lâu hơn, do đó nó có thể hỗ trợ trong việc là kiểm soát được cái năng lượng tiêu thụ và nó quản lý cân nặng một cách hợp lý hơn. Tác dụng thứ 10, tăng cường năng lượng. Nước cam vắt còn cung cấp một cái nguồn năng lượng tức thời,
nhờ vào cái hàm lượng đường tự nhiên, đồng thời nó cũng giúp cho cơ thể của chúng ta cảm thấy sảng khoái hơn, tràn đầy năng lượng hơn. Có nghĩa là khi bạn làm mệt, bạn uống một cái ly cam vắt coi, vừa mát mát lạnh lạnh đúng không ạ, và ngọt ngọt tự nhiên, hoặc là bạn cho thêm một xíu đường và bạn sẽ thấy cơ thể mình nó cung cấp một cái nguồn năng lượng tức thì liền. Và lưu ý giúp Trang là mặc dù nước cam vắt mang đến nhiều lợi ích, nhưng mà bạn nên uống ở cái mức vừa phải thôi ha, để tránh tiêu thụ quá nhiều và đừng có dùng quá nhiều đường để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Và trong nước cam vắt này thì nó chứa hàm lượng axit cao, cho nên là tránh uống nhiều hay là tiếp xúc trực tiếp với men răng để làm tổn thương men răng mọi người nhé. Cho nên là 150-200ml trên một ngày là một trong những cái liều lượng lý tưởng, an toàn và tốt cho sức khỏe của chúng ta. Như vậy các bạn vừa điểm danh sơ lược cùng với Trang về những cái tác dụng tuyệt vời mà nước ép cam hay là nước cam vắt mang đến cho các bạn khi sử dụng đúng cách. Phần thứ hai, hướng dẫn cách làm nước cam vắt đơn giản. Có lẽ cái phần này thì nó cũng rất là đơn giản đúng không ạ? Và ai cũng có thể tự làm được. Thì nếu như nhà bạn có máy ép hay là hoặc là cái đồ vắt đó mọi người ha, thì chúng ta sử dụng để chúng ta vắt cũng được. Còn không thì ở đây chúng ta sẽ vắt bằng tay. Thì những cái trái này là Trang đã rửa và cho vào nguyên mát tủ lạnh nè, để cho nó lạnh lạnh đó mọi người. Ở đây Trang sẽ vắt hai trái thôi, hai trái cam. Có nhiều trường hợp người ta sẽ gọt cái phần vỏ bên ngoài ra xong rồi mới vắt nữa mọi người ha, để tránh nó bị đắng á. Nhưng mà mình vắt ra mình uống liền mà không sao đâu. Gần 100ml rồi. Vậy là mỗi ngày chúng ta sử dụng hai quả cam là được rồi đó mọi người. Rồi, chúng ta thu được là 150ml nước cam vắt mọi người ha, dùng tay vắt đó. Rồi, như vậy là rất đơn giản đúng không ạ? Cách làm thì đơn giản như vậy thôi. Lúc này bạn có thể nếm thử xem coi nó có vừa khẩu vị chưa, thì chị nếm thử xem cho cam có ngọt không mọi người nhé. Chua chua, ngọt ngọt. Thì đối với những người không cần cho thêm đường á, cần kiểm soát cái lượng đường hay là trong quá trình giảm cân thì chúng ta uống như vậy là được rồi.
bởi vì Trang thấy nó không có quá chua cho nên là có thể sử dụng được. Còn nếu như không thì bạn có thể cho thêm một xíu đường hoặc là một xíu mật ong đều được hết các bạn ha. Rồi chúng ta cho đá vào chúng ta thưởng thức thôi. Thì đó là cái cách làm nước ép cam đơn giản ngay tại nhà mà ai cũng có thể thực hiện được cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ ba, hướng dẫn cách sử dụng nước cam vắt tốt nhất. Nãy giờ chúng ta đã làm nước cam cùng với Trang rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách sử dụng. Thì rất là đơn giản thôi mọi người ha. Thì không để mọi người mất thời gian nữa, thì Trang đã cho vào đây là một thìa cà phê mật ong kèm với đá để tạo nên nước cam. Rồi. À, tùy thuộc vào các bạn nha, các bạn có thể cho thêm một xíu đường cũng được, hoặc là chúng ta không thích quá ngọt thì chúng ta uống như vậy cũng được rồi mọi người nha. Chúng ta nếm thử coi cam của mình nó vừa uống chưa, có cần phải cho thêm đường hay không à các bạn ha, chứ không phải bắt buộc là cam phải kết hợp cùng với mật ong đâu, cho nên chúng ta cần lưu ý nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thời điểm để uống nước cam. Thì uống nước cam vào cái thời điểm này sẽ mang đến cái hiệu quả tốt nhất. Thì ở đây Trang sẽ chia ra hai cái thời điểm đơn giản nhất thôi các bạn ha. Đầu tiên là vào buổi sáng. Buổi sáng thì bạn có thể uống trước ăn sáng 30 phút, hoặc là bạn ăn, bạn uống cùng với bữa sáng luôn cũng được. Nhưng mà trước bữa ăn sáng 30 phút các bạn nhớ uống một ly nước lọc trước đi ha. Rồi sau đó 10-15 phút chúng ta hãy uống nước cam thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì lúc này đó nó làm mà cho cái dịch vị của các bạn nó loãng ra bớt rồi chúng ta mới sử dụng các bạn nha. Chứ đừng có uống nước cam liền luôn. Nhớ là uống nước lọc trước, 10-15 phút sau mới uống nước cam. Còn không thì bạn uống cùng với bữa ăn sáng của mình luôn đó các bạn nha. Thì đó là thời điểm buổi sáng. Nếu như bạn không thích hợp để sử dụng vào cái thời điểm buổi sáng thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng vào cái bữa xế á. Có nghĩa là ăn cơm xong rồi khoảng 2 giờ đó các bạn nha, thì chúng ta có thể sử dụng nước cam. Thì đó là cái thời điểm tốt nhất để cho các bạn sử dụng nước cam đạt được cái hiệu quả tích cực. Về cái liều lượng để sử dụng nước cam thì ở đây thì các bạn chỉ nên sử dụng từ 100 đến 150ml nước cam trên một ngày là được rồi. Chúng ta đừng có uống nhiều hơn nữa các bạn ha. Thì tương đương với hai quả cam lúc nãy Trang vắt đó là 150ml đó các bạn ha. Là chúng ta uống được rồi đó các bạn ha. Đủ cái nhu cầu cho một ngày rồi đó. Còn đối với trẻ em thì chúng ta nhớ rằng là chỉ cho uống khoảng từ 50 đến 100ml thôi các bạn ha. Còn tùy thuộc vào nhu cầu và cái sức khỏe của mỗi người nữa, chứ không phải uống nhiều là tốt đâu. Như vậy là các bạn đã biết được cái thời điểm uống cũng như là cái liều lượng sử dụng bao nhiêu rồi đúng không ạ? Để chúng ta sử dụng để đạt được cái hiệu quả tích cực hơn. Và nhớ là khi uống thì chúng ta sẽ dùng ống hút ha, để hạn chế cái axit nó làm tổn thương cái men răng của mình. Và nếu như bạn kỹ nữa thì bạn uống xong rồi bạn súc miệng lại cùng với nước sạch là được các bạn nhé. Hoặc là chúng ta uống nước lọc chén miệng cũng được. Và bây giờ mời cả nhà thưởng thức nước cam cùng với Trang. Ở đây là Trang đã cho thêm một thìa cà phê mật ong rồi. Trang cũng cho đá vào luôn. Nó mát lạnh, ngọt ngọt, chua chua, thơm cái mùi mật ong nó rất là ngon luôn các bạn nha. Thì đây là một trong những cái thức uống, một loại nước rất thích hợp đối với sức khỏe của mọi người để tăng cường miễn thống, tăng cường cái hệ thống miễn dịch nè. Ngăn ngừa những cái vấn đề về cảm cúm hay là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cung cấp cái hàm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể của mình. Thì đó là hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ tư, những lưu ý cần thiết khi sử dụng nước cam.
Nước cam mặc dù rất tốt cho sức khỏe của mọi người, nhưng không phải ai cũng sử dụng được nước cam các bạn ha. Thì những trường hợp sau đây thì các bạn cần lưu ý, hạn chế hoặc là không sử dụng để tốt hơn cho sức khỏe của mình. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến những người có cơ địa dị ứng với bất kỳ thành phần nào của nước cam thì chúng ta không dùng, hoặc là bạn có tiền sử dị ứng đối với những cái loại trái cây có muối khác, như là bạn ăn quýt hay là bưởi đồ nè, chanh đồ đó bạn bị dị ứng, thì những cái nước cam đồ bạn cũng nên hạn chế sử dụng ha, để tránh cái trường hợp nó nặng hơn á. Có nghĩa là khi bạn uống vào bạn thấy nổi mề đay, mẩn ngứa, tiêu chảy, hoặc là bạn bị sưng môi, lưỡi, họng, bạn cảm thấy khó thở vân vân, thì đó là những cái trường hợp dị ứng. Rồi trường hợp thứ hai là những người đang bị viêm loét dạ dày tá tràng thì không nên sử dụng các bạn ha. Kèm theo đó là những người bị trào ngược dạ dày thực quản. Bởi vì nước cam thì nó có tính axit, khi nó kết hợp cùng với axit trong dịch vị của chúng ta nữa đó, nó sẽ làm tăng cái nồng độ axit lên và nó sẽ làm tổn thương những cái vết loét hiện có của bạn trong cái hệ tiêu hóa của mình. Hoặc là nó làm tăng cái lượng axit trong dạ dày thì nó sẽ gây trào ngược nhiều hơn và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Cho nên những cái trường hợp đó thì chúng ta cần lưu ý thận trọng ha. Tiếp đến là những người đang cần kiểm soát cái lượng đường huyết ở những bệnh nhân đái tháo đường. Mặc dù cái lượng đường trong trái cây nó tốt cho sức khỏe nhưng mà nó cũng là đường các bạn ha. Nếu như bạn sử dụng quá mức đó, thì nó sẽ làm tăng cái lượng đường trong cơ thể. Còn cái trường hợp mà chúng ta mua phải cam chua chúng ta cho nhiều đường nữa thì nó sẽ làm tăng cái lượng đường nữa. Cho nên là chúng ta cần lưu ý và cân nhắc các bạn nhé. Những người đang ăn kiêng theo cái chế độ là giảm bớt kali thì chúng ta cũng nên hạn chế sử dụng nước cam các bạn nhé. Những người có tiền sử bị sỏi thận thì cũng nên hạn chế sử dụng để tránh tạo nên sỏi oxalate. Ngoài ra thì chúng ta cần lưu ý trẻ em dưới 1 tuổi thì không nên sử dụng nước cam các bạn ha. Thì nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Những người đang gặp vấn đề về tiêu chảy nè hay là rối loạn tiêu hóa thì chúng ta cũng không nên sử dụng nước cam. Thì đó là những cái kiến thức xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về nước cam, đặc biệt là cam vắt hay là cam ép chúng ta tự làm ngay tại nhà đó. Khi mà bạn sử dụng thì bạn cũng biết được rằng là nó mang đến thì cái tác dụng nào cho sức khỏe, cách làm thì ai cũng biết rồi đúng không ạ? Kèm theo đó là cái cách sử dụng về cái thời điểm uống nè, cái liều lượng để chúng ta có thể uống an toàn trong một ngày và những cái lưu ý cần thiết để khi mà bạn sử dụng nước cam vắt hay là nước cam ép đó thì nó đều đạt được những cái kết quả tốt nhất cho sức khỏe của mình. Rất đơn giản đúng không ạ? Chỉ cần với hai quả cam thôi, chúng ta có thể tạo nên một cái thức uống rất là ngon và bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe. Bạn hoàn toàn có thể tự tay làm cho cả gia đình mình thưởng thức, đặc biệt là trong những cái ngày nắng nóng, hay là bạn muốn cung cấp một cái hàm lượng vitamin C trong một cái khẩu phần dinh dưỡng tổng thể của mình trong một ngày. Và nếu như bạn thật sự yêu thích những cái kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký, bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.